Nhiều bác có hỏi tại siêu thị điện máy Ecomart đang có chương trình khuyến mại hấp dẫn gì cho dòng tủ lạnh Bala không? Thì hiện tại siêu thị điện máy Ecomart đối với dòng tủ lạnh Bala nói riêng hay thương hiệu Bala nói chung đang có chương trình khuyến mại cực kỳ là hấp dẫn luôn. Khi các bác mua những cái sản phẩm của Panasonic, đồ gia dụng từ 2 triệu đồng trở lên, đồ máy giặt thì là từ 9 cân, tủ lạnh từ 10 triệu. Điều áp dụng cho dòng cao cấp là các bác đã được tặng phiếu bốc thăm trúng thưởng. Để tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng của bên em với 6 giải đặc biệt là 6 chiếc xe máy. Ngoài ra, đối với dòng tủ lạnh của Bana, bên em vẫn đang tiếp tục chương trình áp dụng đổi toàn bộ tủ lạnh cũ hỏng lấy tủ lạnh mới, chiết khấu từ 3 triệu, 4 triệu cho tới 5 triệu tùy vào từng dòng. Thì ngày hôm nay ở cái video này, em sẽ quay cận cảnh trực tiếp cho các bác xem dòng tủ lạnh Panasonic đổi cũ lấy mới đang áp dụng tại siêu thị để các bác có cái nhìn toàn diện hơn, cũng như là các bác có thể là tham khảo và có thể lựa chọn. Đầu tiên, trong số những cái model đang áp dụng đổi cũ lấy mới thì bên em đang áp dụng đổi cũ lấy mới cho dòng NRDZ601VGKV. Với mẫu tủ lạnh 4 cánh có dung tích là 550 lít như này. Đây là dòng 4 cánh thiết kế cực kỳ là đẹp và hợp thời trang luôn ạ. Nhà bác nào mà có diện tích bếp rộng cũng như là có thiết kế hộc tủ bếp kích thước từ khoảng cao là chơi vào 1m85, rộng là khoảng 90 là các bác có thể để vừa chiếc tủ lạnh này. Chất liệu mặt tủ thì sẽ là chất liệu mặt kính các bác nhé. Thì với cái chất liệu mặt kính thì các bác đều có thể là để vào cái không gian nào nó cũng rất là phù hợp với mọi không gian nội thất. Cũng như là thịt với thiết kế mặt kính thì nó sẽ dễ dàng lau chùi và dễ dàng vệ sinh cho các bác ạ. Đây ạ. Đây, ngăn đông của tủ thì rất là rộng, các bác có thể là tích trữ đồ ăn thoải mái. Ngoài ra với thiết kế ngăn đông có thêm ngăn gọi là ngăn kháng khuẩn khử mùi bằng tinh thể bạc thì các bác có thể cho thịt cá vào đây và ngăn này hoàn toàn là kháng khuẩn khử mùi luôn, nên các bác yên tâm một điều là sẽ không bị dây mùi do toàn tủ. Với thiết kế sẽ là dòng không có làm đá tự động nhưng mà có đá viên xoay, dễ dàng lấy ra trong cái quá trình mà các bác làm đá. Tiếp theo là đến ngăn mát. Thì ngăn mát của sản phẩm các bác có thể nhìn là rất là rộng luôn. Nhà bác nào có gia đình từ 5 thành viên dùng con tủ này rất là hợp lý ạ. Đây, rất là rộng ạ. Thì với cái chiếc tủ này thì kệ của sản phẩm đều là dòng kệ kính nhá. Kệ kính cao cấp và linh hoạt. Thì với cái mẫu tủ lạnh DZ601 này có thêm một cái ngăn nữa gọi là ngăn đông mềm. Ngăn đông mềm này sẽ là ngăn chuẩn âm 3 độ C. Nó sẽ giữ trọn dinh dưỡng này, diệt khuẩn này, ngăn ngừa oxy hóa cho các bác nhờ thêm cái tinh thể bạc Blue AZ. Thì với cái mẫu này các bác sẽ có thể là để đồ ăn tươi ngon lên tới là một tuần và nấu ăn thì sẽ không cần phải là giã đông nữa. Rất là tiện cho chị em phụ nữ hay có thói quen là đi chợ hoặc chị em bận rộn trong cái công việc mà một tuần mới có thể đi chợ một lần. Với cái tủ này thì sẽ có thêm một cái ngăn rau củ quả nữa cho các bác. Ngăn rau củ quả này sẽ là dòng ngăn rau củ quả kép, tức là sẽ có hai ngăn. Thì ngăn này là các bác có thể để hoa quả, còn ngăn dưới này các bác có thể để rau. Thì với cái ngăn để rau này nó sẽ luôn duy trì ở độ ẩm đạt mức 90% cho các bác để giữ ẩm rau củ quả thật là tươi ngon. Thì với cái mẫu này bảng điều khiển sẽ là bảng điều khiển ở bên trong sản phẩm, dễ dàng sử dụng và dễ dàng thao tác. Thì với cái mẫu DZ601 này bên em đang bán cho các bác là 28.410.000. Nếu mà nhà các bác có các bác được tặng một phiếu mua hàng 1.500.000. Còn nếu nhà các bác có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng thì các bác sẽ mang đến và sẽ đổi cái mẫu này được chiết khấu 3 triệu. Thì hiện tại mẫu này các bác đang mua với giá là 25.410.000 các bác nhé. Tiếp theo, nếu mà các bác vẫn thích cái mẫu tủ của cái dòng DZ601 này nhưng mà các bác thích có làm đá tự động thì nó rất là tiện và nó rất là hợp thời thượng ấy, thì các bác hãy chọn sang mẫu DZ601IGKV. Về cơ bản hai mẫu này thì sẽ thiết kế giống nhau các bác nhé. Về cơ bản là sẽ thiết kế giống nhau. Bảng điều khiển của mẫu DZ601IGKV này sẽ là dòng bảng điều khiển ở bên ngoài, hiển thị ngay trên cánh cửa đây, các bác có thể nhìn thấy. Chất liệu của sản phẩm cũng là chất liệu mặt kính, dễ dàng vệ sinh và dễ dàng lau chùi. Bây giờ em sẽ mở ra để các bác có thể là khám phá bên trong sản phẩm, xem với cái sản phẩm này nó sẽ khác cái sản phẩm DZ601 kia ở chỗ nào nhé.
Thì với cái mẫu DZ601 này, các bác có thể nhìn thấy ạ. Các bác có thể nhìn thấy là với cái mẫu này thì vẫn có cái ngăn gọi là ngăn Higenzone AG ấy ạ, là kháng khuẩn khử mùi bằng tinh thể bạc. Ngoài ra với mẫu này có thêm làm đá tự động đây ạ, Auto IC Maker đây ạ. Thì các bác sẽ cho nước vào đây nhá. Các bác cho nước vào đây, nó sẽ bơm lên đây để làm đá tự động cho các bác, cực kỳ là tiện lợi với nhà bác nào mà hay có khách hay uống bia hoặc là hay sử dụng đá, thì với ngăn đông mềm thì cực kỳ là tiện luôn. Tiếp theo với ngăn mát của sản phẩm ạ. Với ngăn mát thì vẫn có ngăn đông mềm chuẩn âm 3 độ C. Các bác có thể là chế biến ngay mà không cần phải giã đông. Vẫn có ngăn rau củ quả kép khổng lồ y hệt mẫu DZ601 kia. Nhưng với cái mẫu này, toàn cái tủ lạnh này các bác nhá, toàn chiếc tủ lạnh này sẽ được có thêm một cái bảo vệ nữa. Đó là có thêm cái Nano X, thì các bác có thể nhìn thấy ạ. Có thêm Nano X nhá. Thì với Nano X sẽ có cái tác dụng gì? Với Nano X nó sẽ có cái tác dụng là sẽ thứ nhất là diệt trừ, giảm được cái dư lượng thuốc trừ sâu cho các bác. Thứ hai là sẽ có diệt khuẩn lên tới 99,9% cho các bác. Thì với cái mẫu này có thêm nhiều tính năng thì nó sẽ đắt hơn một chút. Mẫu này bên em đang bán cho các bác là 32.330.000. Các bác được tặng một phiếu mua hàng 1.500.000. Còn nếu nhà các bác có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng thì cái mẫu này các bác sẽ vẫn được chiết khấu 3 triệu. Thì hiện tại các bác sẽ mua với giá là 29.330.000. Ở bên cạnh những cái mẫu mà chiết khấu 3 triệu thì bên em cũng còn rất là nhiều các mẫu của Bana đang có cái chương trình đổi cũ lấy mới cực kỳ là ưu đãi, thì em sẽ quay trực tiếp cho các bác xem luôn đấy ạ. Sau rất là nhiều ngày cháy hàng, về bao nhiêu hết bấy nhiêu, thì cái mã tủ lạnh NRCW530XMMV. Nhà các bác nào mà có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng thì cái mẫu này đang sẽ được chiết khấu cho các bác lên tới là 4 triệu đồng. Với thiết kế là dòng 3 cửa, mặt được tráng gương. Các bác có thể nhìn thấy với thiết kế là mặt tráng gương này thì các bác để vào không gian nhà mình, không gian nào cũng rất là ok và đẹp luôn nhá. Thì với cái mẫu này của em, bảng điều khiển sẽ là dòng bảng điều khiển bên ngoài, dễ dàng thao tác và dễ dàng sử dụng. Ngoài ra với mẫu này sẽ có thêm lấy nước ngoài cho các bác cực kỳ là tiện lợi luôn ạ. Mẫu này thì đã có Nano X rồi, giúp chủ động bôi hiệu hóa vi khuẩn cho các bác này. Đây, sẽ có đèn led ở 3 góc này, 1 này, 2 này và 3, đèn led ở 3 góc như này để giúp các bác có thể dễ dàng nhìn thấy trong bóng tối luôn. Ngoài ra ngăn của nó sẽ là ngăn rộng và to hơn gấp những cái ngăn kia rất là nhiều lần. Và cái này các bác có thể để một lon bia là thoải mái luôn. Đây, các bác có thể nhìn thiết kế bên trong của sản phẩm. Với cái mẫu 530 này thì các bác sẽ đổ nước vào đây và dung tích làm đá tự động cực kỳ tiện lợi, lên tới dung tích là 5 lít cho các bác. Thì các bác có thể là làm được rất là nhiều, một lần các bác cho nước vào đây và làm rất được nhiều mẻ đá luôn. Hơn nữa với cái mẫu này nó có Nano X, thứ nhất là nó sẽ làm sạch không khí này và cái tủ lạnh của các bác luôn không có mùi. Những cái khay kính này nhá, là dòng khay kính trượt này đang dán băng dính nhá, sẽ có khay kính trượt như này, các bác có thể là dễ dàng di chuyển, kéo đồ và đẩy vào bên trong cực kỳ là tiện. Sẽ có ngăn rau củ quả luôn kiểm soát độ ẩm cho các bác đạt 90%. Còn dưới này sẽ là dòng ngăn đông mềm nhá, ngăn đông mềm cực kỳ rộng luôn cho các bác có thể để thoải mái thức ăn lên tới là 1 tuần luôn, vẫn đủ độ rộng ạ. Tiếp theo với cái mẫu này thì chỗ này sẽ là cái hộc để chứa nước, hộc này sẽ dung tích là 3 lít nhá. Và được khoảng 12 cốc nước cho một lần đổ. Và khi các bác đi làm về, các bác có những cái ly nước mát lạnh thì còn điều gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Tiếp theo là đến với mẫu ở dưới này, sẽ là thiết kế của ngăn đông. Ngăn đông thì đều sẽ có hộc như này cho các bác này, đều có hộc như này để các bác có thể là để đồ ăn cực kỳ là tiện luôn ạ. Đây sẽ là lấy đá này. Đây, khay này sẽ là khay đá nhá. Tiếp theo có một cái ngăn nữa là ngăn Brimfizer ấy ạ. Thì với ngăn Brimfizer này nó sẽ cấp đông nhanh gấp 5 lần so với những ngăn ở dưới. Thì bác nào mà hay thích cấp đông nhanh thì có thể là để khay này để đựng kem này, hoặc là tích trữ những cái loại hoa quả, ví dụ như là bơ, dâu tây hay là những cái loại quả nhập khẩu ấy,
mà các bác muốn tích đông để xe sinh tố thì các bác có thể cấp đông, để vào cái ngăn đông nhanh gấp 5 lần này, cực kỳ là tiện luôn. Thì với cái mẫu này hiện tại bên em đang bán cho các bác là 36.450.000. Các bác được tặng một phiếu mua hàng 1.500.000. Còn nhà bác nào mà có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng thì sẽ được chiết khấu 4.000.000. Hiện tại sau khi mà chiết khấu 4.000.000 bên em còn 32.450.000 để hỗ trợ các bác luôn. Đây là mẫu CW530XMMV. Tiếp theo một cái mẫu đổi cũ lấy mới mà được chiết khấu tới 5.000.000, đó chính là mã NRIW590IMMV. Đây sẽ là dòng mẫu tủ lạnh 4 cánh các bác nhá. Tủ lạnh thiết kế theo kiểu 4 cánh, thiết kế 3 cửa, thiết kế 4 cửa của nhập của Việt Nam. Con này thì với cái dung tích của nó sẽ rơi vào 540 lít. Và nhà bác nào mà có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng sẽ được chiết khấu mẫu này lên tới 5.000.000. Đây. Mẫu này thì vẫn có nano X nhá. Bảng điều khiển vẫn thiết kế ở bên ngoài như này. Có thêm lấy nước ngoài cực kỳ là tiện luôn. Đây ạ. Với tất cả những cái tủ lạnh của dòng Pana tại siêu thị điện máy Econat đều sẽ một đổi một trong 30 ngày và bảo hành cho các bác là 12 năm máy nén. Các bác có thể nhìn thấy thiết kế mẫu này y hệt mẫu 530 vừa rồi đúng không ạ? Nhưng mà mẫu này sẽ có thêm một ngăn đông mềm, sẽ để riêng như này, dưới này sẽ là ngăn đông mềm này, cực kỳ rộng luôn. Và cái khay này của nó sẽ là dòng khay nhôm cao cấp các bác nhá. Thì với khay nhôm cao cấp này thì nó làm lạnh sẽ nhanh hơn này và giữ được vệ sinh tốt hơn cho các bác nhé. Các bác chỉ cần tháo cái khay này đi và vệ sinh cực kỳ là tiện luôn. Đây. Vẫn có làm đá tự động, vẫn có ngăn làm đông gấp nhau 5 lần. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy ạ. Thì với cái mẫu mà IW590 này, bên em đang bán cho các bác là 52.820.000. Các bác được tặng phiếu mua hàng 2.000.000. Còn nếu các bác có tủ lạnh đổi cũ lấy mới thì sẽ được chiết khấu 5.000.000 cho các bác, chỉ còn giá rơi vào là 547.820.000 các bác nhé. Còn các bác thích tủ lạnh nhập Nhật thì các bác có thể tham khảo mẫu F503GTX2 và 603GTX2. Hai model này thì bên em đang sẵn hàng cho các bác luôn. Và hai mẫu này thì sẽ giống y hệt nhau nhé. Giống y hệt nhau, chỉ khác nhau về kích thước và về dung tích thôi. Con 603 này thì dung tích là 589 lít. Còn con 503GTX2 này dung tích sẽ là 491 lít. Và riêng với dòng tủ lạnh nhập Nhật thì sẽ bảo hành cho các bác lên tới là 3 năm ạ. Bảo hành cho các bác lên tới là 3 năm. Bây giờ em sẽ mở một chiếc ra để các bác khám phá nhé. Thì với cái mã 503 hay là 603 đều sẽ có đổi cũ lấy mới chiết khấu cho các bác lên tới là 5.000.000. Thì con 603 sau khi mà nhà bác nào đang bán là 73.980.000, nhà bác nào có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng thì sẽ được đổi con này chiết khấu 5.000.000, còn 68.980.000 nhé. Còn con 503 thì đang là 66.140.000. Nhà bác nào có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng sẽ được chiết khấu con này cho các bác còn 61.140.000 ạ. Các bác có thể nhìn thấy ạ. Đây. Thiết kế cực kỳ là rộng luôn. Và những cái khay của nó này, những khay này toàn là kính cường lực cao cấp thôi các bác nhá. Tất cả những khay này kính cường lực cao cấp cho bác, còn dòng này là nhựa cao cấp luôn và an toàn luôn. Đây sẽ là ngăn đông mềm này. Ngăn đông mềm chuẩn âm 3 độ C, các bác có thể nhìn thấy này. Thứ nhất là khay nhôm truyền nhiệt và giữ lạnh hiệu quả. Thứ hai là nó sẽ làm đông nhẹ bề mặt để không bị oxy hóa thực phẩm. Thứ ba là sẽ đông mềm và đông kháng khuẩn cũng như là đông đều cho các bác luôn. Và cái hộc này sẽ là hộc để các bác bơm nước vào đây để làm đá tự động nhá. Cái này sẽ là lò bơm xuống đây để làm đá cho các bác này. Và những cái chất liệu này đều là cách âm và giảm tiếng ồn cho các bác. Cái khe thì sẽ thuận tiện này, các bác có thể là dễ dàng mang đi để lau chùi và vệ sinh cực kỳ là tiện luôn nhá. Còn bên này sẽ là ngăn đông nhanh này. Ngăn đông nhanh này thì các bác có thể để kem này, hoặc là các bác để đồ ăn nào tùy ý. Và cái ngăn này nó sẽ rất là đông nhanh gấp 5 lần so với những ngăn đông thông thường cho các bác.
tiếp theo dưới này sẽ là dòng ngăn đông cao cấp này. Đây ạ. Ngăn đông cực kỳ là rộng cho các bác luôn đấy ạ. Các bác có thể tha hồ để thực phẩm mà không sợ bất cứ vấn đề gì luôn. Dưới này sẽ là ngăn rau nhá. Ngăn rau này thì nó sẽ luôn kiểm soát được cái độ ẩm cho các bác luôn. Và với thiết kế này thì các bác có thể là dễ dàng nhìn thấy cái quá trình mà mình đựng rau. Đấy. Thì với mỗi một chiếc tủ lạnh nó đều có ưu điểm, có cái ưu điểm rất là tuyệt vời. Thì các bác đang cần tư vấn cụ thể hơn về những mẫu tủ lạnh Bana đang trưng bày tại siêu thị điện máy Ecomart thì các bác cứ để lại thông tin cho bên em, hoặc các bác gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0974178586 để bên em có thể là hỗ trợ và tư vấn cho các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.